Vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả bà con. Chào mừng bà con quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Trong một ngày rất là sôi động, hiện tại thì em đã bán tới 7-8 chiếc xe trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ nó đã 5 giờ chiều thì 8 chiếc xe đã được phục vụ các bác bà con quý bác rồi. Rất nhiều những mẫu xe mới về đang về và rất nhiều xe để cho bà con cùng lựa chọn. Đấy, anh em đang review rất là nhiều xe. Vậy thì bà con có bác anh chị nào mà chưa có xe đi lại, hãy liên hệ trực tiếp với em Đăng qua số điện thoại 0326062789. Chú ơi, chào chú. Đấy. Dạ vâng, hôm nay em có về một mẫu Yaris đời 2008, phiên bản số tự động, động cơ 1.5, máy xăng, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản, Thái Lan anh em. Hôm nay Thái Lan hay Nhật Bản nhỉ? Chết rồi. Tóm lại nhìn xe nhập khẩu nhé. Đó, chiếc xe này thì biển Hà Nội, tên tư nhân. Đó, xe rất là đẹp, máy số cực kỳ ngon, dòng Toyota thì máy rất là lành nhá. Và hiện tại thì bên em đang chào bán mức giá của chiếc xe này là 286 triệu đồng, đã vào rút hồ sơ gốc. Chiếc xe được cam kết không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước các bác nhé. Đến xem xe liên hệ trực tiếp với em Đăng qua số điện thoại 0326062789. Mang nước xe màu ghi tối, chiếc xe là màu ghi xanh đá, rất là đẹp các bác ạ. Nhìn form dáng tổng thành của chiếc xe thì nó giống chiếc Toyota Vios đời 2008 trở lên. Đến 2013 thì nó là form này, đúng là form này luôn. Nhưng mà bên thị trường Nhật Bản, thị trường Hàn Quốc, thị trường ở Thái Lan thì nó là tên là Yaris các bác nhé. Nó form 2 series Yaris 2 đầu. Đó, chiếc xe được trang bị túi khí phanh ABS 4 bánh. Đấy. Na răng đúc nguyên bản theo xe, sơn xi thì sạch sẽ. Tân nước sơn thì đã làm lại rồi các bác nhé. Không có hỏi sơn còn zin hay không vì đời 2018 người ta còn làm lại, nên là đời 2008. Đó, lớp sơn rất là đẹp, sạch sẽ rồi, các bác về chỉ việc đổ xăng, đổ nhiên liệu là đi thôi. Và với cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng Toyota này nó cực kỳ ok. Với động cơ 1.5 số tự động thì nó chỉ tiêu hao tầm khuôn tầm 8 lít đến 9 lít xăng trên 100 km. Đấy là số tự động các bác nhé. Đi trong phố, ngoài phố các bác đi chỉ 6 lít thôi. Vậy trung bình chiếc này nó chỉ rơi vào tầm khuôn 7 đến 8 lít trên 100 km. Rất là tiết kiệm nhiên liệu vì dòng Toyota. Đó, thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất thì nhập khẩu rồi. Về tôn vỏ và cái phần gầm bệ của nó thì bao giờ nó cũng tốt hơn so với hàng trong nước, nên là cái độ bền của nó cao hơn. Chính vì thế mà cái giá thì mà lại còn rẻ hơn thế này. Ô, giá lại rất là êm nhé. Anh em có thể nghiên cứu mẫu Vios số tự động thì nó rơi vào tầm khuôn 28, 29, 300 đó. Đó, xe đẹp vì cái dòng này nó rất là giữ giá, nó đẹp và nó bền. Cái độ bền của nó theo 5 tháng thời gian sử dụng anh em đều biết hết rồi, chứ không có nói thánh nói tướng nữa được. Cái dòng này thì rất là ok. Em cam kết cho các bác về chất lượng của chiếc xe này rất là ok, chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Máy gầm cực kỳ chất nhá, gầm không hề kêu một tiếng nào. Sơn xi sạch sẽ. Đăng kiểm tới tháng 7 năm 2021, biển Hà Nội lại còn thêm tên tư nhân. Đó, đèn đóm sáng trưng, hai bên đèn sáng bóng. Đấy, hai bên đèn trước đèn sau rất ok, là mượt mà luôn nhá. Đó. Đăng kiểm tới tận tháng 7 năm 2021. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 286 triệu đồng, đã hỗ trợ rút hồ sơ gốc. Để các bác về ra tên, hoặc anh em nào người Hà Nội hoặc anh em nào gần Hà Nội có thể giữ biển. Rất là đẹp với tầm tiền này. Thì với động cơ 1.5 thì cái dòng này thì từ 2003 đến 2016 nó vẫn sử dụng một cái máy duy nhất, nên là có thể dùng đầu đặc dùng chung nhau. Nhớ anh em bảo máy nhập khẩu không biết nó khác gì không. Thực ra là nó giống hệt nhau, nhưng mà nó được sản xuất tại bên nước ngoài. Và cái được cái quan trọng là cái thân vỏ và cái gầm bệ của cái dòng nhập khẩu này nó sẽ khác. Nó sẽ được thiết kế theo kiểu nó đắt tiền hơn và nó chịu lực khớp tốt hơn, chống chịu với cái thời tiết hơn nhiều hơn so với dòng trong nước. Nên bao giờ cái giá thành của nó cũng cứng hơn so với những chiếc xe trong nước. Đấy, nhưng mà cái giá này thực sự là đang rất là rẻ, bán rất là rẻ luôn. Em bán 286 triệu đồng. Anh em có thể tham khảo giá bán trên những trang mạng uy tín, hoặc là những anh em nào quay phim người ta hay nói giá bán ấy, thì anh em có thể tham khảo. Đây, một mẫu xe anh em nhìn này, cứng từ ngoài vào trong. Lốp nắp cũng tương đối ok. Sơn xi sạch sẽ, máy gầm chất, điều hòa mát, nội thất đẹp. Em sẽ cùng quay và review chi tiết cho các bác, để các bác có thể tham khảo. Đến xem xe liên hệ trực tiếp em Đăng qua số điện thoại 0326062789. Giờ chúng ta cùng khám phá cái phần nội thất của chiếc xe các bác nhé. Đó, đây. Keo chỉ zin toàn bộ các bác nhé, không hề có đâm vụng tai nạn gì. Thì đây là cái phần vô lăng và củ số của chiếc xe các bác nhìn này. Đấy, vô lăng nhìn rất là đẹp và mới các bác nhé, không có độ mòn. Đấy, không có độ dơ. Củ số đây. Đấy, số rích rắc. Đó, các bác nhìn này. Tắp nô rất là đẹp luôn, sạch sẽ, rắn ra. Chân nỉ nguyên bản hay sao nhỉ? Chân nỉ nguyên bản, dòng xe gia đình thì chân nỉ nguyên bản. Ghế bọc da. Đó. Đây, tapi cửa đây anh em. Sơn xi sạch sẽ. Rất là sạch sẽ luôn. Đấy, ốp bậc lên xuống anh em nhìn này, rất là đẹp. Củ số này. Mà cái chân đạp, chân ga và chân phanh. Đó. Nói chung đời 2008 rồi, cũng qua tầm 13, 12, 13 năm sử dụng rồi mà chiếc xe nó còn đạt đến thời điểm hiện tại nó đạt đến tầm 80-90% như vậy, thì anh em quá ok với cái tầm tiền 286 triệu đồng. Có hỗ trợ rút hồ sơ gốc, có lọc lá khi bà con liên hệ trực tiếp với em Đăng qua số điện thoại 0326062789 nhé.
Đó. Đây, xe đẹp, các bác nhìn thấy phần cua, chỉ cua là vẫn còn nguyên, còn rất là nhiều, các bác nhìn thấy không? Đấy, chỉ cua lốp này. Vì cái dòng này tôn vỏ nó tốt hơn so với dòng trong nước nên là nó chịu được cái dạng như là cái gì nhỉ? Mục mọt đấy, không bị mục mọt, không bị dòng gì. Đó, các bạn. Đó, các bác nhìn đi. Rất là mượt mà. Sơn xi, cái màu sơn này anh em cũng tút tại mà trông rất là đẹp luôn nhé các bác nhé. Trông nhìn màu rất là yêu. Đây. Đó, cam kết cho các bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước các bác nhé. Bây giờ không cần phải bóc cột bóc kèo đâu nhỉ. Nhưng mà các bác vẫn thích thì em vẫn bóc cho các bác để các bác xem tuyệt đối này. Trên live stream của em ỉu rất là chắc các bác ạ. Đây. Đấy, cột kèo này em cam kết cho các bác là nguyên zin nhé, không hề có đâm đụng tai nạn gì. Đấy, tất cả những đường đinh bấm này còn nguyên hết. Cái này người ta gọi là cái gì nhỉ? Mối hàn chập đúng không? Còn zin hết, nguyên hết các bác nhé. Không hề có đâm đụng tai nạn. Cam kết em sẽ viết trực tiếp vào giấy bán cho bà con, khi bà con liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô đến xem xe, em sẽ có ra, em sẽ phụ trách, người phụ trách chính ở đây để cho bà con xem xe những chiếc xe bên em. Về rất là nhiều, ngày có 6 7 8 chiếc, 8 9 chiếc về cùng một lúc các bác nhé. Nên là rất là nhiều xe. Hôm nay có, ngày mai đã bán rồi, nhưng hôm nay ngày kia lại về. Nên bà con cứ an tâm, xe lúc nào cũng nhiều để cho bà con lựa chọn. Đấy. Các bác hãy liên hệ trực tiếp với em Đăng qua số điện thoại 0326062779. Đó, rất là nhiều những mẫu xe bên em nhé. Tapi cửa nhưng em nhìn rất là đẹp này, keo chỉ cánh cửa nguyên zin hết nhé, zin từng chi tiết một, không hề có đâm va tai nạn ngập nước, sơn xi sạch sẽ, máy gầm chất, điều hòa mát, nội thất đẹp. Đây, đăng kiểm tới tháng 7. Đó, biển Hà Nội, biển lại 69 đó. Khá là ok. Giờ thì chúng ta hãy cùng kiểm tra cái phần khoang động cơ của chiếc xe này. Em có về vẫn chưa hề có rửa vệ sinh gì nên là chúng cũng sẽ soi vệ sinh nội thất ngoại thất cho nó sạch sẽ đi. Đó, túi khí ABS đầy đủ các bác nhé, 13 vạn. Máy này, dòng này thì cực kỳ chất rồi, không phải no đâu. Cái dòng này máy rất là chất các bác nhé. Và có thêm màn hình này. Cái can lùi chắc đơn giản thôi, anh em là muốn can lùi thì nắp rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Giờ chúng ta cùng kiểm tra phần khoang máy. Điều hòa thì mát rồi, mát bút, sờ tay này mát bút luôn. Vâng nhé. Âm thanh thì có kết nối Bluetooth mà nhạc nhéo đầy đủ. Thẻ nhớ USB. Đó, túi khí hai bên hai cái, đây một cái này. Bên này cái nữa là hai cái nhé. Hai bên hai cái. Giờ chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ để xem tình trạng động cơ nó có hoạt động ok hay không. À, chiếc xe này thì bên em có dùng để làm công vụ nhé, để đi lại, vì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu và nó rất là bền. Vâng, và đây là phần khoang máy động cơ của chiếc Toyota Vios, Toyota Yaris, cứ gọi là Vios nhập đi, nó dễ gọi nhỉ. Đó, khoang máy thì hiện tại là máy VVT-i giống như đời 2003 đến 2016 thì nó chỉ là máy này thôi. Và hoạt động rất là êm, trơn tru, không hề có rung giật các bác nhé, không hề có rung giật luôn. Đấy, máy rất là khô ráo, tình trạng máy khô ráo, không hề có chảy dầu, các bác nhìn thấy không? Chắc chắn là người ta đã vệ sinh doang dung các thứ này nó hết rồi. Đấy, ốc này thì còn rất là đẹp. Còn những cái này người ta đã vệ sinh để tránh chảy dầu, để nhớt cho nó nhiệt độ quá cao, hay là nhiệt độ dầu nhớt nó áp suất nó phì ra là bình thường. Cái đấy thì người ta vệ sinh từ đời 2008 giờ thì không có gì ngại cả. Hiện tại thì máy nổ rất là ngon và êm, mượt mà, côn số mượt mà nhé, không hề có lỗi nhỏ. Cam kết cho các bà con cô bác là tai đèn đầu dàn sắt xi các thứ tất cả nguyên zin hết anh em nhé. Nguyên zin tức là sao, là nó không đâm đụng gì. Xin cam kết cho bà con bằng giấy bán trực tiếp, mua bán trực tiếp. Đây này anh em nhìn đầu dàn sắt xi của nó nhìn rất là dễ này. Đấy, đây em quay kỹ cho bà con hình ảnh nhé. Đó, đầu dàn đằng trên đằng dưới sắt xi các thứ còn nguyên hết hai bên. Đây bà con cứ không lo cái chuyện đâm đụng ngập nước, bên em có cam kết cho bà con đàng hoàng chứ không nói dóc, nói linh tinh. Đấy, giấy tờ số khung số máy chuẩn theo xe, dòng này số máy nó nằm ở trong này. Đấy, bọn em kiểm tra kỹ lắm nên bà con cứ an tâm nhé. Keo chỉ phần đầu capo này các bác nhìn thấy không, còn zin này lỗ tròn xoe, không hề có đâm đụng gì. À, như vậy thì vừa rồi em Khả Năng vừa tổng thành quay video chi tiết review một mẫu xe Toyota Yaris thương hiệu của Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Tên tư nhân biển Hà Nội, bên em đang chào bán mức giá là 286 triệu đồng, đã hỗ trợ báo rút hồ sơ. Cảm ơn tất cả các bác
bà con anh chị và mọi người đã luôn quan tâm theo dõi clip của Khả Năng Ô Tô. Xin kính chúc mọi người có ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chúc mọi người mua được chiếc xe đẹp, thành công, may mắn. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.